Hello, xin chào các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay Mr. Hill đang có mặt ở vị trí này, đó là nhà hàng Saigon Hut Fresh Food. Đây là một nhà hàng rất là tuyệt vời, chuyên bán về các loại hải sản và ẩm thực về hải sản ở Phú Quốc. À, các bạn đến chợ đêm Phú Quốc thì chúng ta hãy cùng đến nhà hàng Hut Saigon Hut Phú Quốc để mà cùng thưởng thức nha. Và chúng ta hãy cùng đi dạo một vòng xem những hải sản nơi đây thật là tươi mới, thật là ngon và giá cả rất là hợp lý, phải chăng? Ok, go! Dạ ok, các bạn hãy cùng follow Mr. Hill, cùng review ở nơi đây. Đây là một nơi nha, phải nói là các bạn có thể ẩm thực hải sản ở Phú rất là tuyệt vời với những món ăn hải sản tươi sống. Và bây giờ thì các bạn thấy đây là bên trong nhà hàng, đây là đang chung chỗ bày biện những cái bàn để mà ngồi ăn cho khách. À, quá đã luôn phải không các bạn, không gian rộng và thoáng mát. Và ở đây chúng ta có thể là ngồi, Mr. Hill đoán chừng khoảng là hơn 100 khách có thể ngồi ở đây là vô tư. Ok. Địa phủ nướng hoa mai à, ngon ghê nhỉ. Ok các bạn, Mr. Hill muốn đứng ở đây để chia sẻ với các bạn là ở nhà hàng Saigon Hut Phú Quốc ở trong chợ đêm, để các bạn dễ tìm đến nơi này.
đó là vị trí nhà hàng ngay tại sát bên cây cầu Nguyễn Trung Trực luôn các bạn. Ở phía sau của Mr. Hill nè, các bạn thấy thấy tàu bè nhiều không? Và có cây cầu bắc ngang qua, đó là cầu Nguyễn Trung Trực. Thì vị trí Sài Gòn Hut, nhà hàng Sài Gòn Hut Fresh Food ở ngay sát bên gần cầu Nguyễn Trung Trực luôn. Đấy, các bạn đi nếu đi xe gắn máy thì chúng ta gửi xe ở ngay dưới chân cầu và đi bộ chừng vài bước là tới rồi đó. Và nếu các bạn đi xe du lịch thì các bạn được thả ngay chỗ đầu cổng chợ đêm, thì các bạn sẽ đi dạo một vòng, coi như là các bạn sẽ đến cây cầu Nguyễn Trung Trực đó, gần ngay khu đó là các bạn đã tới ngay nhà hàng Sài Gòn Hut Fresh Food. Ok, welcome các bạn đến đây cùng thưởng thức nha. Yeah. Bạn hãy xem video tiếp theo, hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hill Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.